Chào các em, tiếp tục giờ học trước. Giờ học hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung thứ ba của bài học số 2 thuộc phần toán học dày dạc, bài học về phương pháp Queen Clarky. Nội dung của giờ học chúng ta sẽ lần lượt đi vào hai nội dung cơ bản. Nội dung thứ nhất là phương pháp Queen Clarky tìm dạng tuyển chuẩn tắc thu gọn. Nội dung thứ hai là chúng ta đi vào phương pháp Queen Clarky để tìm dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng nội dung. Nội dung thứ nhất là phương pháp Queen Clarky để tìm dạng tuyển chuẩn tắc thu gọn. Chúng ta biết rằng là một cái biểu thức logic bất kỳ chúng ta hoàn toàn có thể biến đổi nó về dạng là hội chuẩn tắc hay là tuyển chuẩn tắc, tức là chuẩn tắc tuyển hoặc là chuẩn tắc hội bằng các cái phương pháp vận dụng đó là các cái luật logic cơ bản mà chúng ta đã được biết. Thế tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta muốn đưa nó về dạng là chuẩn tắc thu gọn hay là chuẩn tắc tối thiểu thì chúng ta làm thế nào? Thế và phạm vi trong giờ học ngày hôm nay là chúng ta sẽ áp dụng phương pháp Queen Clarky để biến đổi một cái biểu thức tuyển chuẩn tắc hay là tuyển chính tắc về dạng là tuyển chuẩn tắc thu gọn và về dạng là tuyển chuẩn tắc tối thiểu. Bây giờ trước là chúng ta đi vào một số các khái niệm cơ bản để trước khi chúng ta áp dụng cái phương pháp Queen Clarky để tìm dạng tuyển chuẩn tắc thu gọn và tối thiểu. Cái khái niệm thứ nhất đó là cái khái niệm về biểu diễn uh, cho một cái hội sơ cấp. Có lẽ rằng là ở trong giờ trước chúng ta biết rằng là mỗi mỗi một cái tuyển chuẩn tắc ấy, thì nó là tuyển của các cái hội sơ cấp. Thế cho nên là khi chúng ta thực hiện quy phương pháp quy Clarky thì chúng ta phải biểu diễn cái hội sơ cấp đấy nám nào, nào đó một cách thuận tiện nhất để chúng ta áp dụng thuật toán được. Thì uh, Cách thứ nhất là chúng ta sẽ biểu diễn theo phương pháp như sau. Giả sử chúng ta có một cái biểu thức uh, tuyển chuẩn tắc phụ thuộc vào n biến mệnh đề. Thế thì khi đó với mỗi một cái hội sơ cấp là chúng ta sẽ biểu diễn nó bằng một cái biểu diễn gồm có các ký hiệu 0, 1 và dấu gạch. Thế và các cái biến mệnh đề hay là các cái phủ định của các biến mệnh đề nó xuất hiện trong cái hội sơ cấp đó thì chúng ta sẽ sắp xếp nó theo một cái trật tự nào đó. Giả sử chúng ta có n biến mệnh đề, chúng ta ký hiệu là x1, x2 cho đến xn thì chúng ta sẽ sắp xếp các cái biến mệnh đề đó trong mỗi một cái hội sơ cấp đó theo thứ tự từ x1 cho đến xn. Mọi cái hội sơ cấp chúng ta đều phải làm như vậy, theo đúng cái trật tự như thế và khi đó đã có đúng cái trật tự như thế rồi thì chúng ta sẽ có một cách biểu diễn một lợi nhất như sau nếu như cái biến nào ấy mà nó xuất hiện với vai trò là một cái biến mệnh đề trong một cái hội sơ cấp thì chúng ta sẽ ký hiệu nó là bit một ký hiệu 1 thế còn những cái biến nào mà xuất hiện trong cái hội sơ cấp với cái vai trò là phủ định của nó thì chúng ta ký hiệu là ký hiệu không Thế còn những biến nào mà không xuất hiện trong cái hội sơ cấp đó thì chúng ta ký hiệu nó là dấu gạch. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái biểu thức hội sơ cấp đây là một cái biểu thức phụ thuộc vào 6 biến mệnh đề x1 cho đến x6. Thế và x2 thì không xuất hiện trong cái hội sơ cấp này cho nên chúng ta sẽ thay thế bằng dấu gạch. Thế đấy là một cái khái niệm thứ nhất, khái niệm về biểu diễn cho hội sơ cấp. Cái khái niệm thứ hai là khái niệm về biểu thức hội liền kề. Hai biểu thức hội được gọi là liền kề nhau nếu như nó chỉ khác nhau ở một vị trí thì đấy được gọi là liền kề. Và trên cơ sở khái niệm liền kề này chúng ta có một khái niệm thứ ba đó là khái niệm về phép dán. Hai biểu thức hai biểu thức hội được gọi là dán được với nhau. Nếu như chúng chỉ khác nhau ở duy nhất một vị trí và theo nguyên tắc dán như sau. Giả sử chúng ta có một biểu thức hội là IC, chúng ta muốn dán được với cả biểu thức hội thứ hai là IC ngang, tức là hai biểu thức hội này khác nhau ở một cái vị trí cuối cùng. Tất nhiên là nó có thể khác nhau vị trí bất kỳ nào đó cũng được, nhưng chỉ một vị trí thôi. Ở trong việc để tổng quát hóa ở đây, thầy lấy ví dụ giả sử như là nó khác nhau vị trí cuối cùng. Và chúng ta dán lại bằng một cái phép tuyển như sau và IC sẽ dán với cả AX ngang sẽ cho chúng ta một kết quả là một cái biểu thức biểu thức hội là biểu thức A. Đấy. Thế trên cơ sở khái niệm về phép dán này thì chúng ta đi vào phương pháp quyên Clarky để tìm dạng tuyển chuẩn tắc thu gọn như sau. Phương pháp quyên Clarky để tìm dạng tuyển chuẩn tắc thu gọn được thực hiện qua ba bước làm. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ biểu diễn các hội sơ cấp có mặt trong biểu thức logic F. Và các cái biểu diễn này sau khi chúng ta biểu diễn rồi, biểu diễn cho các cái hội sơ cấp rồi, chúng ta sẽ chia thành các cái nhóm. Và mỗi một nhóm ấy, thì có các biểu diễn có số bit một là như nhau, hay số ký hiệu 1 là như nhau. Và chúng ta sắp xếp các nhóm đó theo thứ tự tăng dần về số ký hiệu 1. Sau khi thực hiện xong bước 1, chúng ta chuyển sang bước 2 là chúng ta thực hiện dán hai nhóm liên tiếp với nhau thực hiện dán hai nhóm liên tiếp với nhau theo quy tắc dán rồi bước thứ ba là chúng ta lặp đi lặp lại bước hai cho tới khi nào mà các cái kết quả dán nó không sinh ra các biểu diễn mới thì chúng ta dừng thuật toán tại đó để hiểu rõ hơn về thuật toán này chúng ta xét một cái ví dụ như sau giả sử chúng ta có một cái biểu thức tuyển chuẩn tắc cái biểu thức chuẩn tắc tuyển ở đây ý, nó là tuyển của các cái hội sơ cấp. Và trong trường hợp này thì nó chính là các hội cơ bản đây này. Biểu thức F phụ thuộc bốn biến mệnh đề với lúc X Y Z. Thế và chúng ta thấy rằng là ở trong cái biểu thức tuyển chuẩn tắc này thì nó có 7 cái e hội sơ cấp. Và chúng ta biểu diễn nó bằng cái cột thứ nhất đây. chúng ta thấy ở cái hội biểu thức hội thứ nhất là v ngang x ngang y z ngang thì sẽ biểu diễn bằng 0 không 1 0 biểu diễn bằng dãy ký hiệu không 0 1 Anh nào mà xuất hiện với vai trò là phủ định thì ta điền là 0. Anh nào xuất hiện vai trò là biến mệnh đề thì ta điền là 1. Còn không xuất hiện thì ta điền là dấu gạch. Tương tự như vậy, các cái biểu thức hội tiếp theo chúng ta biểu diễn bằng 7 cái giấy ký hiệu 01 Chúng ta được cột nhất Sau đó là chúng ta gom nhóm thành các cái nhóm Nhóm thứ nhất thì có một là các phần tử là các biểu diễn mà có một ký hiệu 1 Nhóm thứ hai là gồm các biểu diễn mà có hai ký hiệu 1 Nhóm thứ ba gồm các biểu diễn có 3 ký hiệu 1 Nhóm thứ tư gồm các biểu diễn có một ký hiệu, có 4 ký hiệu 1 và các cái nhóm này chúng ta sắp xếp theo thứ tự tăng dần của số ký hiệu 1. Sau khi thực hiện xong bước 1, chúng ta chuyển sang bước 2 là thực hiện phép dán trên hai nhóm liên tiếp. Nhóm thứ nhất dán với nhóm thứ hai. Rồi tiếp tục lại lấy nhóm thứ hai dán với nhóm thứ ba. À dán lại tiếp tục lấy nhóm thứ hai dán với nhóm thứ ba. Rồi lại tiếp tục lấy nhóm thứ 3 dán với nhóm thứ 4. Thế thì mỗi một nhóm ấy chúng ta dán thì chúng ta dán như nào? Để dán nhóm 1 với nhóm 2, chúng ta lần lượt lấy biểu diễn thứ nhất của nhóm 1 rồi dán với từng biểu diễn của nhóm thứ 2. Ví dụ 0010 chúng ta dán với cả 0011. Và hai cái biểu diễn này thì khác nhau ở vị trí cuối cùng này mà thôi. Cho nên chúng ta thu được kết quả là 001 gạch gạch thì ứng với cả cái việc chúng ta dán hai cái bit cuối cùng này với nhau. Tiếp tục chúng ta lại lấy biểu diễn thứ nhất của nhóm 1 dán với biểu diễn thứ hai của nhóm 2. Thì chúng ta thấy biểu diễn thứ nhất và biểu diễn thứ hai thì nó khác nhau ba vị trí cho nên chúng ta không dán được chúng ta chỉ có thể dán được khi nó khác nhau một vị trí duy nhất một vị trí mà thôi thì mới dán được tương tự như vậy chúng ta lại lấy nhóm thứ hai dán với nhóm thứ ba lại lấy phần tử đầu tiên của nhóm thứ nhất dán với phần tử của nhóm đầu tiên của nhóm thứ ba phần tử nhất có nhóm thứ hai phần tử thứ nhất nhóm 2 dán vào tử thứ nhất nhóm 3. Thế và hai biểu diễn này thì khác nhau là ở vị trí đầu tiên. Cho nên chúng ta thu được một cái biểu diễn mới là gạch 011. Tiếp theo, chúng ta lại lấy biểu diễn thứ nhất của nhóm 2 dán với biểu diễn thứ hai của nhóm 3. Và chúng ta thấy rằng là hai biểu diễn này không dán được cho nhau vì nó khác nhau ở ba vị trí. Cho nên không dán được. Không dán được thì chúng ta chuyển qua lại lấy phần tử thứ nhất nhóm 2 dán phần tử nhóm 3. Nếu mà kiểm tra thấy dán được thì chúng ta dán. Và cứ làm liên tục như vậy cho tới khi không sinh ra được kết quả mới thì chúng ta dừng thuật toán. Và chúng ta thực hiện là dán hai nhóm liên tiếp như nhau thì chúng ta sinh ra được một cái cột mới. Cột mới này. Chúng ta lưu ý rằng là mỗi một lần dán xong ấy thì những cái biểu diễn nào mà tham gia phép dán rồi tham gia phép dán thì chúng ta phải đánh dấu sao vào để chúng ta ghi nhớ. Đánh dấu sao vào. Đấy. Thế như vậy là sau khi nhóm liên tiếp các dán liên tiếp các nhóm với nhau à, cứ hai nhóm liên tiếp thì ta dán với nhau và chúng ta sinh ra được một cái tập biểu diễn mới và chúng ta lại tiếp tục là gom các cái tập này lại với nhau những biểu diễn nào mà có cùng số bit một ký hiệu một như nhau ta nhóm vào một nhóm những biểu diễn có hai ký hiệu một ta nhóm vào một nhóm và những biểu diễn mà có ba ký hiệu một ta nhóm với nhau một nhóm và chúng ta lại lặp lại bước 2 là lấy nhóm 1 dán với nhóm 2, rồi lấy nhóm 2 dán nhóm 3. Thì ta sinh ra được một cái tập biểu diễn mới. Thế và cái tập biểu diễn mới khi mà nhóm liên tiếp như vậy thì chúng ta có một cái biểu diễn duy nhất là một một cái cách Thế và trong quá trình dán các nhóm liên tiếp ở cái bước 2 này thì chúng ta thấy là có những phần tử sau, những biểu diễn sau là không tham gia phép dán Đó là phần tử thứ nhất của nhóm 1, phần tử thứ nhất của nhóm 2, phần tử thứ nhất của nhóm 3 và phần tử cuối cùng sinh ra từ các phép dán Như vậy là bốn cái biểu diễn này là không tham gia được phép gián. Cho nên là chúng ta sẽ thu được một cái biểu thức tuyển của bốn cái hội sơ cấp. Trong đó hội sơ cấp thứ nhất nó tương ứng với cả biểu diễn trong đó cái hội sơ cấp đây chúng ta nhìn nó tương ứng với cả cái biểu diễn thứ nhất của nhóm 1. Hội sơ cấp thứ hai thì tương ứng với cả cái biểu diễn thứ hai, biểu diễn thứ nhất của nhóm 2. Hội sơ cấp thứ ba thì tương ứng với cả cái biểu diễn thứ nhất của nhóm 3 và hội sơ cấp thứ tư thì tương ứng với biểu diễn thu được từ phép dán liên tiếp hai nhóm từ phép dán liên tiếp hai à, nhóm liên tiếp với nhau thế và cái biểu thức mỗi một cái biểu thức hội sơ cấp này, này mỗi biểu thức hội sơ cấp này nó được gọi là nguyên nhân nguyên tố của biểu thức f nguyên nhân nguyên tố của biểu thức F. Thế trên đây là một cái ví dụ minh họa cho phương pháp quyền cả để tìm dạng tuyển trận tắc thu gọn. Tiếp theo, chúng ta sang cái nội dung thứ hai đó là phương pháp quyền cả để tìm dạng tuyển trận tắc tối thiểu. Thế giả sử rằng là trong trường hợp chúng ta có một cái biểu thức logic F, đó là tuyển trận tắc và chúng ta sử dụng pháp quincladki chúng ta đưa về dạng thu gọn và chúng ta biết rằng là với dạng tuyển truyền tắc là cái mô hình mà rất hay được sử dụng trong việc thiết kế các mạch logic điện tử và để gia tăng cái giá trị kinh tế cho cái mạch logic tiết kiệm cái nguồn tài nguyên để sản xuất các mạch logic đó thì chúng ta cần phải tối, tối thiểu hóa cho cái biểu thức logic mà chúng ta thu được. Thế bước tối thiểu thì chúng ta sẽ áp dụng Queen Clarky, ki để tìm dạng tối thiểu cho cái tuyển trợ tắc theo một bước làm như sau. Bước thứ nhất là chúng ta xác định các nguyên nhân nguyên tố cốt yếu. Thế nào là gọi là nguyên nhân nguyên tố cốt yếu? Mỗi một cái biểu thức hội sơ cấp trong cái dạng thu gọn nếu như nó chỉ cần có mặt ở trong một cái biểu thức hội nào đó của cái biểu thức viện chọn tắc và sự xuất hiện của nó là duy nhất thì cái biểu thức hội sơ cấp đấy được gọi là nguyên nhân nguyên tố cốt yếu ví dụ như này ở bước 1 chúng ta lập một cái bảng cái bảng đó gồm có các cái cột và mỗi một cột ứng với cả một cái Biểu thức hội của F. Đấy. Biểu thức của thứ bảy ứng với cả biểu thức cuối cùng của F. Thế và các cái hàng, mỗi một hàng là ứng với cả một cái hội sơ cấp của dạng thu gọn. Chúng ta nhìn, V X hàng thứ nhất ứng với đúc X đây. Hàng thứ hai thì ứng với cả với lúc ngang x ngang y. Hàng thứ 3 thì ứng với cả x ngang yz và hàng thứ 4 thì ứng với cả vrup x vrup yz. Đấy. Thế và chúng ta quan sát này. x thì nó xuất hiện ở trong cột 4, cột 5, cột 6, cột 7. Hàng thứ 2 thì ứng với cả cột 1, xuất hiện trong cột 1 và cột 2, Vân vân thế chúng ta để ý ở cột thứ nhất ý, thì chỉ chúng ta nhớ rằng là nếu mà cứ xuất hiện cứ xuất hiện trong cái hội trong biểu thức hội của biểu thức f thì chúng ta đi dấu cộng vào thế mà chúng ta quan sát ở cột thứ nhất ý, thì chỉ có duy nhất một dấu cộng thôi điều đó chứng tỏ rằng là cái hàng thứ hai này đấy nó xuất hiện duy nhất nó là một cái hội sơ cấp duy nhất xuất hiện trong F. Đấy. Cho nên cái biểu thức hai này được gọi là cốt yếu. Hay như là với Xuất hiện trong cột 4 và chúng chỉ trong cột 4 này cũng chỉ có duy nhất thôi. Trong cột 5 cũng nó duy nhất, trong cột 6 cũng nó duy nhất. Cho nên về này được gọi là cốt yếu. Thế còn là hàng thứ ba này, cái biểu thức thứ ba này có phải không? Không phải, bởi vì hàng thứ ba thì xuất hiện trong cột 2 nhưng mà cột 2 thì có hai dấu cộng. Xuất hiện trong 3 có, nhưng mà ở cột 3 thì có hai dấu cộng. Cho nên nó không phải là cột yếu. Tương tự như vậy, group EZ cũng vậy. Group EZ thì có xuất hiện trong cột 3, nhưng ở cột 3 thì có hai dấu cộng. Xuất hiện trong cột 7, nhưng cột 7 có hai dấu cộng. Cho nên là nó không phải là cột yếu. Vậy, tóm lại chúng ta có hai cái nguyên nhân nguyên tố cột yếu, đó là 1 và 2. Thế sau khi xác định được các nguyên nhân nguyên tố cốt yếu rồi, chúng ta chuyển sang cái bước thứ hai là xóa tất cả các cột được phủ bởi các nguyên nhân nguyên tố cột yếu. Thế thì những cái cột nào mà được phủ bởi nguyên nhân cột yếu chúng ta xem. Cột uh, 4 này, cột 5, cột 6, cột 7 đều được phủ bởi nguyên nhân quân, nguyên tố cột yếu. Chúng ta có hai nguyên nhân quân, nguyên tố cột yếu này. Đấy. Thế rồi uh, cột 1, cột 2 thì cũng phủ bởi nguyên nhân nguyên, nguyên tố cột yếu. Thế còn là uh, cột 3 thì không được phủ. Cho nên là chúng ta sẽ xóa đi cột 1, xóa cột 2, xóa cột 4, 5, 6, 7. Và chúng ta thu được một cái bảng chỉ có một cột duy nhất thôi. Đấy. Sau khi thực hiện xong bước 2, chúng ta chuyển sang bước 3 là xóa nốt những dòng không còn dấu cộng và sau đó nếu có hai cột giống nhau thì xóa bớt một cột. Thế như vậy rằng là ở cái bảng mà chúng ta thu được ở bước 2 là chúng ta xóa nốt những hàng mà không có dấu cộng, tức là xóa chúng ta xóa một hàng hai. Thì chúng ta thu được một cái bảng mới. Còn hàng ba, hàng 4 Thế sau khi thực hiện xong bước 3 thì chúng ta chuyển sang bước 4 là chúng ta đi tìm một cái hệ các nguyên nhân nguyên tố với số biến biến ít nhất để phụ các cột còn lại. Thế như vậy là chúng ta sẽ thu được một cái hệ gồm có hai cái biểu thức là F1 và F2. Thế trong đó thì F1 F2 thì nó giống nhau ở hai cái biểu thức đầu tiên. Biểu thức hội đầu tiên. Đó là virus X và phủ định virus phủ định XY nó chính là hai cái hàng tương ứng ở cột thứ ba này ở cái cái bảng mà thu được ở bước 2 này. Đó là hai cái hàng ứng với cả hai cái hội sơ cấp. Đấy. Thế còn nó khác nhau ở chỗ là là cái cốt yếu giữ lại ở cái bảng sau cùng sau khi thực hiện bước 3. như vậy nó khác nhau ở đây. F1 thì nó có x1 ngang đây, chúng ta nhìn này. F1 thì nó có x1, x ngang, yz. Đấy. Ở biểu thức F2 thì nó sẽ có Facebook iz đây là cái biểu thức hội sơ cấp thứ ba của f2 như vậy là sau khi thực hiện bốn bước thì chúng ta thu được một cái hệ các nguyên nhân nguyên tố cốt yếu trong đó nó sẽ tối thiểu hóa các biến còn lại tối thiểu hóa các cái biến mệnh đề trong quá trình mà chúng ta thiết kế các cái biểu thức logic được chuẩn hóa tối thiểu từ cái dạng chuẩn tắc Tóm lại, bài học hôm nay chúng ta cần phải nắm được hai cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất là phương pháp Queen Clarky để tìm dạng tuyển trận tắc thu gọn từ cái dạng tuyển trận tắc. Thông qua ba bước làm. Nội dung thứ hai là chúng ta cần phải nắm được cái phương pháp Queen Clarky để tìm dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu khi chúng ta đã biết được dạng thu gọn của nó thông qua bốn bước làm hết nội dung bài học của ta tạm dừng tại đây chào các em hẹn gặp lại các em trong các giờ lần sau